Hello, xin chào mọi người nha. À, hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi chơi, thăm và khám phá thành phố Gia Nghĩa nhé. À, hiện mình đang đứng ở vòng xoay, chuẩn bị đi vào thành phố. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây cho mọi người xem nhé. Đấy nha, đây mình đang bước vào thành phố nha mọi người nha. Nói là thành phố Gia Nghĩa của mình rất là đẹp tuyệt vời, đặc biệt là về buổi chiều. Có 102 tại Nông nhá. Đấy, đây là cái cầu. Bước vào một khu cho nên là giờ trời lạnh ở đây mọi người. Đấy, anh tài xế là anh mặc áo ấm. Đấy, trời bây giờ là cũng sắp tối rồi, giờ mọi người cũng bật
bật ánh đèn lên rồi nhá mọi người nhá. Đây con đường đi xuống là đi vào thành phố nhá mọi người nhá. Đây là con đường nó mình đi xuống nhá, là đường kia nhá, là đường chỗ ô tô đang đứng ở phía xa xa nhá. Là thành ngã tư rồi mọi người. Đấy, đây là cầu nhá. Đấy, còn đây là dưới gầm cầu nhá mọi người nhá. Qua dưới gầm cầu nha, chuẩn bị lên cầu vượt nha mọi người nha. Lên cầu ấy hả? Vâng, hiện nay tôi đang ở trên cầu vượt của thành phố Giang Nghĩa nha mọi người nhá. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây cho mọi người xem nhé. Thành phố Giang Nghĩa được thành lập năm 2019 mọi người ạ. Mới thành lập được 2-3 năm nay thôi mà biến đổi một cách nhanh chóng rồi. Trước đây là thị xã Giang Nghĩa, bây giờ là thành phố Giang Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông nhé mọi người nhé. Qua cầu vượt nha, qua khỏi cầu vượt là có cái cổng chào này đi tiếp vào thành phố nha mọi người nhá. Thành phố còn rộng lắm, bây giờ mình chỉ quay được mới được một góc của thành phố thôi mọi người ạ. Không nhầm nó là công viên quá hả? Chắc có lẽ là công viên.
Vâng, hiện tại mình đang đứng ở công viên nhá mọi người nhá. Đấy, thành phố bắt đầu lên đèn ở đây. Trời gần tối rồi mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Đừng quên nhớ like và đăng ký kênh để lần sau mình ra những video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Xin chào mọi người.